Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Chủ nhật, từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Anh chị và các bạn thấy thành phố Mỹ Tho phát triển dễ sợ. Mới có một năm mình quay trở về bởi vì Covid. Trở về rất là ngạc nhiên những cái sự phát triển của thành phố Mỹ Tho. Những cái bến du thuyền và những cái sự tấp nập phồn thịnh của đất nước. Đây là gần cái cầu Gạch Miễu 1. Mà với cái sự phát triển của khu vực miền Tây, Tiền Giang đang chuẩn bị xây thêm cây cầu Gạch Miễu 2. Các bạn biết những cái khu vực bờ sông này ngày xưa là nó rất là hoang vu. Bây giờ đã được khai thác lên thành những cái bờ kè. Đấy. Những cái khu nhà căn hộ được xây lên rất là tấp nập. Đây là cái khu nhà hàng Cửu Long. Đấy. Đất nước phát triển phải nói là với cái kinh nghiệm của bản thân của mình là mình thấy phải nói là rất là tốt. Có nhiều người họ còn nghi ngờ cái sự phát triển của Việt Nam, những cái người mà nói chung là họ sống xa tổ quốc. Họ không có hiểu được cái nền kinh tế Việt Nam mình, họ chỉ nhìn qua những cái sự truyền thông mà của cái bọn chống cộng ở hải ngoại, cái đám dân chủ cụi nó tìm cách nó phá hoại. Có một số anh em inbox và trò chuyện với tôi về vấn đề kinh tế Việt Nam. Khi họ ở hải ngoại họ muốn đầu tư cái này, đầu tư cái kia, mà tôi thấy họ đưa ra những cái điều nó rất là hư cấu. Họ còn nghi ngờ về cái sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam và họ còn nghi ngờ về vấn đề nền kinh tế. Tôi nói nếu mà không có niềm tin thì đừng có đầu tư vào Việt Nam chi. Rồi không có niềm tin rồi đầu tư rồi vài bữa thất bại rồi bắt đầu quay qua rồi chửi cộng sản ăn cướp của mình nữa. Nhiều lắm nha anh chị các bạn. Một số cái thành phần tôi nói, những cái thành phần mà Việt kiều mà tôi nói nó hơi quá đáng chứ tôi dùng cái chữ Việt kiều. Nhiều khi về Việt Nam làm ăn mà tỏ vẻ ta đây quá đó thì văng vô vách, không có nắm bắt được cái xã hội và cái sự phát triển của đất nước. Họ về họ mang cái mác hai cái chữ Việt kiều to quá, khi về làm mình trở thành một cái ở cái quốc gia đệ nhị hay đệ nhị thế giới, mình về giống như là mình trở thành những chuyên gia. Mấy ông Việt kiều nhiều khi tôi nói đụng chạm hết. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy, tôi nói đụng chạm bởi vì kẻ thù của tôi nhiều lắm anh chị các bạn biết. Nhiều khi cũng buồn anh chị, là thà là mình nói thật nó mít lòng. Tôi vậy đó, tôi nói chuyện tôi thẳng thắn, không có phải tăng bốc hay là nịnh hót gì cả. Tôi cũng không thích ai mà tăng bốc tôi nữa. Ai mà tăng bốc tôi hồi tôi chạy mất dép luôn á. Cái gì mình chia sẻ với nhau, học hỏi là đừng có sống hư cấu. Anh chị các bạn thấy cái bờ kè này ngày xưa là đường ở đây là không có con đường gì chứ. Những cái bờ kè này ngày xưa nó hoang vu lắm, mà bây giờ sự phát triển, những cái nhà cửa ở đây cạnh bờ sông rất là đẹp, những cái dự án rất là đẹp. Hôm nay tại vì tôi cũng trò chuyện với một anh bạn ở đây cho nên nghĩ ra được cái đề tài. Tôi biết là ảnh không thích cái cách chia sẻ của tôi, bởi vì tôi thấy có những người họ nhìn về quê hương một cách rất là ngầu. Các bạn khi biết khi tôi bỏ nước Mỹ tôi về Việt Nam, tôi hồi hương, tôi là người hồi hương. Nói đúng là tôi không phải là Việt kiều. Tôi là người Việt hồi hương trên mặt pháp lý. Hồi đó tôi về nhưng có nhiều người họ nói tôi là họ nghi ngờ mọi thứ đó, bởi vì mình nhìn thấy cái quê hương của mình đang phát triển và đổi mới rất là tốt, và với cái sự lãnh đạo ưu việt của Đảng và Nhà nước Việt Nam phải nói là rất là tuyệt vời. Với cái kinh nghiệm sống của tôi ở một cái xứ tư bản, hôm nay khi tôi tham gia vào một diễn đàn, cái kênh gọi là Giải đọc chính trị, tôi tham gia vào thì hỏi tôi là tại sao tôi tham gia diễn đàn đó. Tôi nói bởi vì tôi muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm về cái cuộc sống ở xứ người, và hỏi tôi về cái sự tư bản, chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thì nó như thế nào. Tôi nói chủ nghĩa tư bản nó là một sự nó bóc lột, nhưng mà nó cho ăn, nó mị dân, nó xạo trá, nó bịp bợm, nó dùng những cái vật chất làm người ta mờ mắt. Còn cái chủ nghĩa cộng sản là người ta giải phóng giai cấp công nông, đem đến cái sự công bằng cho cái giai cấp công nông để họ không bị bóc lột một cách tàn bạo. Cho nên cái chữ tư bản nó chỉ là cái bề mặt nổi của nó thôi anh chị các bạn. Nó chỉ là cái mặt nổi, bởi vì có nhiều người á, những thành phần dân chủ cội cũng vậy, tụi nó mê mấy cái bơ thừa sữa cặn, nó thấy nó phái nó ăn, tại nào giờ đâu ăn được đâu. Nó ăn xong nó mê, nó cuồng, nó ngồi đó nó chống phá Việt Nam, nó xuyên tạc. Rồi mấy cái thằng mà chống cộng ở hải ngoại đó, mấy cái đám cờ vàng, cờ xí rồi bắt đầu nó bỏ tiền ra nó cho ăn. Ngon quá, hỏi anh chị các bạn, đi chống cộng mà có ăn, ngu gì cũng đi. Còn bây giờ hỏi đi ra làm lao động, đi bán vé số quá cực khổ à. Đi bưng bán và đi tìm một cách để đăng mưu sinh, nó quá cực khổ đi. Mà các bạn thấy những người ta bán vé số, người ta mưu sinh bằng cuộc sống người ta vậy đó, mà họ rất là bền, họ sống về cái tâm trí của họ đó, họ rất là thanh thản tôi thấy đó. Và họ có cuộc sống rất là bền vững. Còn mấy cái thứ mà dân chủ cụi, cái đám mà chống cộng, cờ xí, cờ vàng rồi, toàn là lũ ô hợp, tới chừng té ngửa ra, thằng nào cũng như thằng nấy. Toàn là giống như cái đám mà gọi là thổ tả đi kiếm ăn không. Các bạn thấy ngay cả thằng Lân Thắng rồi không, mèn ơi, chính chị chính em con khỉ gì cũng xàm xí đú. Rồi mấy cái tay như Nguyễn Quang A rồi, mấy cái thành phần nó trí thức con mẹ gì, mấy thành phần đó gọi là thành phần ô hộp, thổ tả. Đất nước Việt Nam mình đẹp không anh chị các bạn? Rất là đẹp. Cho nên anh em chúng ta lên trên này, mỗi người góp chung một tiếng nói để đặng mà đẩy lùi mấy cái đám thành phần mà chống cộng, thổ tả, mấy cái đám dân chủ cụi, phải đẩy nó ra ngoài phía sau, bảo vệ cái sự bình yên của quê hương đất nước mình. Mà biết bao nhiêu cha anh chúng ta, những người đã nằm xuống để mình có được một đất nước tốt đẹp như ngày hôm nay. Thôi thì Lợi Minh chia sẻ với anh chị và các bạn tới đây. Xin chào anh chị và các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.